Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh. Năm 2020 và giai đoạn 2016-2021, Bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực để tạo ra đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Nhiều công trình giao thông lớn hiện đại đã và đang từng bước được đầu tư xây dựng. Từ năm 2016 trở lại đây, tai nạn giao thông giảm liên tiếp trong 5 năm liền trên cả 3 tiêu chí. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành địa phương đã báo cáo tham luận về công tác khai thác, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông. Ngành giao thông vận tải cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, về phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, về vận tải phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 7 đến 8%, hoàn thành kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn dự kiến hơn 40.000 tỷ đồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, quyết tâm giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%, xây dựng đề án chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.